Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Thần Tỵ Lâm Nhị Hợp, tử vi thứ tư mang tới tin vui về đường tình duyên cho người tuổi Tỵ. Sau nhiều sóng gió, bạn và người ấy đã hiểu và thông cảm cho nhau hơn, thấu hiểu những khó khăn mà người mình yêu đang phải đối mặt. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý hôm nay có quý nhân tam hợp chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà con đường tình yêu bớt đi những trắc trở, gập ghềnh. Người yêu thương nhau cuối cùng cũng về lại bên nhau, viết nên cái kết mỹ mãn. Tuy nhiên, tử vi thứ tư của 12 con giáp lại cho thấy kiếp tài đang đe dọa đến vận trình tài lộc của con giáp này. Bản mệnh không biết cách chi tiêu mà mua sắm những thứ không thực sự cần thiết nên sớm lâm vào cảnh cháy túi. Thêm vào đó, không có kế hoạch tiết kiệm khi dư dôi nên khi có chuyện bất ngờ xảy ra, tuổi Tý phải vất vả, chật vật mới tìm được khoản vay tài chính thay thế. Bản mệnh nên lấy đây là bài học cho chính mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tiền hết, đừng để tình tan. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, không biết tiết kiệm, bạn sẽ phải hối hận. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đừng bỏ tất cả trứng vào trong một giỏ. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nếu yêu đừng ngại ngần. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, bày tỏ tình cảm ngay khi có thể. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 8 tháng 8 năm 2018, người tuổi Sửu có chính quan nâng đỡ, vận trình công danh sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến lớn. Con giáp này biết cách phát huy những thế mạnh mình đang có và nhận được cơ hội tốt. Bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ cấp trên. Tuổi Sửu biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước khó khăn. Thổ sinh xuất cho Kim, báo hiệu đường tình duyên của con giáp này có phần kém sắc. Bản mệnh bận rộn với công việc, cùng với nhiều mối bận tâm khác mà không bận tâm tìm một người yêu thương ở bên mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, thời cơ trước mắt chính là dành cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tình yêu không phải lúc nào cũng như ý. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cùng với hạnh phúc thì có cả nỗi đau. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, khó khăn sẽ phải lùi bước trước quyết tâm. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Dần thân tương xung, người tuổi Dần hôm nay tình duyên không được như ý, các cặp vợ chồng dễ nảy sinh hiểu lầm, mâu thuẫn với nhau. Có điềm báo ngoại tình, nếu không nhanh chóng giải quyết thì các cặp đôi dễ xảy ra tan vỡ. Khi hai người không có sự đồng điệu về tâm hồn, không cảm thấy gắn kết thì khó có thể cảm thấy được hạnh phúc. Tình cảm nhạt nhòa, chính bản thân hai người không có sợi dây ràng buộc về tình cảm thì khả năng xuất hiện người thứ ba là rất lớn. Thực thần báo hiệu về nguồn tài lộc dồi dào đang đổ về túi tuổi Dần, dường như đen tình thì đỏ bạc nên chuyện tình cảm rối ren, nhưng con giáp này lại làm ăn khấm khá, lợi nhuận thu về gấp nhiều lần so với bình thường. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, đừng để mình phải hối hận vì không làm. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, giận dỗi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đừng đẩy người mình yêu ra xa. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, dù sao thì bạn vẫn may mắn vì có tiền trong túi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, điềm báo tài lộc đang tới. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Thương quan giáng họa, theo tử vi phương Đông thì thứ tư này có thể tuổi Mão sẽ gặp phải rắc rối trong công việc khi mà bản mệnh không tuân thủ đúng như quy định đã được đưa ra từ trước đó. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bản mệnh nên tìm hiểu và nói chuyện với người có thẩm quyền.
đừng tùy ý làm theo điều mình muốn, dù sao bạn cũng không còn là đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. Mộc kim bất dung, công việc bất lợi khiến cho tình cảm của bạn cũng không được lý tưởng. Dễ vì thế mà nóng nảy, giận dỗi không đâu, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy đi trên đà đi xuống. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, quyết đoán không có nghĩa là ngang ngược. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, kiềm chế vẫn tốt hơn bùng nổ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy học cách chia sẻ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, chớ nên thức khuya, uống nhiều bia rượu. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, luật đặt ra là để tuân theo. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi ngày 8 tháng 8 năm 2018 cho thấy người tuổi Thìn đang được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ nên giảm bớt những xung đột, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Dù vẫn có những lúc hai người hục hặc nhưng không xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, tam hợp quý nhân chẳng thể nào gánh hết được vận hạn của tuổi Thìn khi mà hôm nay thiên quan kéo theo họa tiểu nhân vây hãm khiến cho bản mệnh không thể thể hiện hết được khả năng của mình. Áp lực đè nặng, con giáp này dễ cảm thấy bất lực, tự ti và chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Kẻ tiểu nhân thừa lúc đục xả câu sẽ khiến cho bạn gặp phải những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, họa tiểu nhân quấy phá khắp nơi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, sau tất cả yêu thương sẽ trở về. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chẳng có gì có thể chia cách được tình yêu. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đừng động vào kẻo kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, mọi thứ có thể thay đổi khi bạn biết mình cần ai. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Thần Tỵ Lâm Nhị Hợp. Tử vi thứ tư mang tới tin vui về đường tình duyên cho người tuổi Tỵ. Sau nhiều sóng gió, bạn và người ấy đã hiểu và thông cảm cho nhau hơn, thấu hiểu những khó khăn mà người mình yêu đang phải đối mặt. Không còn những giận hờn, hiểu lầm nữa, cả hai đều cảm thấy tình yêu như được nhân lên gấp bội. Có lẽ vào một ngày không xa, tình yêu sẽ thăng hoa để tình cảm giữa hai người được cả thế giới công nhận. Thiên tài hợp sức cùng với tài kinh doanh của tuổi Tỵ đã khiến cho việc làm ăn của con giáp này vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tìm được đối tác kinh doanh đáng tin cậy, vợ chồng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc dư dôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, học cách nhìn người khi có thể. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đào hoa vượng sắc, sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, sống trong tình yêu luôn hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tiền bạc không phải là vấn đề hôm nay. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chính tài nhập cục. Theo tử vi ngày 8 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Ngọ thì hôm nay là thời điểm mà tài lộc ổn định. Trong ngày hôm nay, con giáp này có nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc chính, thế nên hãy tập trung làm tốt việc của mình. Kim hỏa xung khắc khiến cho đường tình duyên kém sắc, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên xa cách vì nhiều lý do, không ai muốn xuống nước nhường nhịn nên dần ra càng thêm lạnh nhạt. Người độc thân có nhiều mối toa quan tâm khác thay vì chuyện tình cảm nên không để mắt tìm kiếm người xứng đôi vừa lứa với mình. Tuy nhiên, ai cũng cần có riêng một người bầu bạn, bản mệnh hãy thử lắng nghe cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn cần biết đâu là điều mình cần. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tập trung hơn vào công việc chính. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng để mọi chuyện quá muộn màng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nếu đã lỡ yêu ai đó thì đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, ai cũng có những mối quan tâm riêng. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ,
người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Chính quan nhập cục, tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu ấy. Khi đã được giao làm việc gì, tuổi Mùi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tinh thần trách nhiệm cao là điểm nổi bật của con giáp này trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thổ sinh xuất cho kim có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tuổi Mùi và người ấy. Đôi bên cần dành nhiều thời gian để bên nhau, đôi khi chỉ cần chút thời gian chuyện trò cuối ngày thôi cũng đủ khiến cho tình yêu thêm thắm sắc. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, sự nghiệp khởi sắc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, bạn có thể đạt được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, những điều bạn cần nằm trong tay bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, hãy dành thêm thời gian cho người mình yêu. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, hãy yêu công việc của mình. Con số may mắn 1, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Thiện ấn xuất hiện. Tử vi ngày 8 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Thân là những nút thắt thăng trầm trong sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua trong công việc. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao độ, tuổi Thân vẫn cố gắng làm hết sức mình. Những năng lực tiềm ẩn từ trước đó nay lại được bộc lộ ra ngoài, khiến cho chính bạn cũng phải bất ngờ về khả năng cứu cánh của mình. Có điều hôm nay kim khí đương vượng, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của con giáp này. Thời tiết thay đổi liên tục có thể gây ra những bệnh về đường hô hấp, khiến cho con giáp này mệt mỏi, khó chịu trong người. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, nhiều khó khăn đặt ra trước mắt. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, quyết tâm cao độ sẽ giải quyết được mọi thứ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, thức tỉnh con người bên trong bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, đừng tự ti, hãy mạnh dạn tiến lên. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Thân Dậu tương hội, nhờ thế mà vận may liên tiếp đến với người tuổi Dậu. Con giáp này cảm nhận được tình yêu đến từ nơi bạn không ngờ tới. Tình cảm phát triển nhanh chóng khiến chính bạn cũng phải bất ngờ. Các cặp đôi không thấy phiền lòng vì thời tiết liên tục thay đổi thất thường, mà còn cảm thấy ấm áp hơn khi có thể ở bên nhau khi mà trời bỗng nhiên đổ mưa hay trở lạnh bất thường. Dường như không khí xung quanh cũng trở nên lãng mạn hơn nhiều. Chính ấn nhập cục giúp cho tuổi Dậu đạt được những thành công nhất định trong công việc của mình. Bản mệnh biết được cách để làm thế nào hiệu quả làm việc đạt mức cao nhất mà không thấy khó khăn nào đáng kể. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, tình yêu thăng hoa không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, hãy đặt cho mình mục tiêu phấn đấu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, đôi khi bạn sẽ bất ngờ với chính bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, nhiều chuyện không thể nói trước mà chỉ có thể chấp nhận. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, hãy mở rộng lòng mình. Con số may mắn 6, 7. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được tam hội cục chỉ lối dẫn đường, vận trình tài lộc khởi sắc, chuyện làm ăn thuận lợi giúp cho con giáp này thu được lợi lớn về mình. Bản mệnh được dự đoán với những cơ hội làm ăn lớn. Tuy nhiên, tiểu nhân thiên quan có thể gây ra nhiều lời đồn đoán thị phi làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa bạn và người ấy. Tình cảm không đủ vững chắc khi bị công kích bởi những lời nói của người ngoài cuộc. Bản mệnh có thể nên dành thêm thời gian để cả hai cùng tìm hiểu và thông cảm cho nhau. Khi mới đầu, có thể cơn nóng giận sẽ khiến cho cả hai suy yếu mà không thể gây tổn thương cho nhau. Đừng để cho chuyện đó diễn tiến quá nhiều. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, họa từ miệng mà ra, đừng nói linh tinh. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, tổn thương có thể lành nhưng sẽ để lại sẹo. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, đừng làm người mình yêu phải khóc.
tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, tài lộc đến bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đừng lo lắng về tiền bạc. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, Thân Hợi tương hại. Theo lịch vạn niên thì chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có thể sẽ xảy ra nhiều sóng gió trong ngày thứ tư này. Đôi bên thiếu sự tin tưởng đối với nhau nên chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến cho cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Trước khi muốn xây tòa nhà cao, bạn cần phải làm nền mỏng vững chắc, tình yêu cũng vậy. Nếu tình cảm giữa hai người không đủ lớn, không đủ niềm tin với nhau thì khó có thể nắm tay nhau đi tới cuối con đường. Tỷ kiên báo hiệu công việc của tuổi Hợi hôm nay có một số sự thay đổi. Nhưng với sự quyết đoán của mình, con giáp này khiến cho những thay đổi đó trở thành có lợi cho mình. Bản mệnh tự tin vào năng lực của bản thân, dũng cảm để thay đổi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy lắng nghe và thấu hiểu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông tay. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, công việc có điểm khởi sắc. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.